Quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mùa bệnh viêm mũi dị ứng thường xuất hiện làm ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người bệnh. Những lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn hạn chế phần nào những viên toái của căn bệnh này. Thông tin được đăng tải trên trang Tân Trí và trang tin tức 24 giờ. Viêm mũi dị ứng là gì? Bác sĩ Trần Văn Thi, trưởng khoa hô hấp bệnh viện Nguyễn Tri Phương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, viêm mũi dị ứng là tình trạng dị ứng mũi thường do các chất gây dị ứng như phấn hoa từ cây cỏ và cỏ dại, mạt bụi, bào tử nấm mốc và lông động vật. ở những người có hệ miễn dịch nhạy cảm, đôi khi nó xác định sai một hạt lơ lửng vô hại trong không khí như phấn hoa hoặc bụi là mối đe dọa cho cơ thể. Hệ miễn dịch sẽ sản sinh immunoglobulin E, một kháng thể tấn công chất này trước khi giải phóng một chất gọi là histamine. đây là nguyên nhân gây ra những triệu chứng như ngứa mũi, ngứa mắt, hắt hơi, chảy nước mắt, nước mũi của bệnh viêm mũi dị ứng. Trong khi một số người chỉ bị vào một mùa nhất định thì những người khác có thể có triệu chứng quanh năm. Mức độ nặng của viêm mũi dị ứng cũng có thể thay đổi theo từng năm, tùy thuộc vào lượng phấn hoa và các yếu tố khác. Khi một người hình thành mẫn cảm dị ứng trong bệnh viêm mũi dị ứng thì bệnh sẽ diễn ra suốt đời. Tránh các tình huống kích hoạt triệu chứng, tìm hiểu về lượng phấn cỏ cây ở nơi sinh sống tránh các hoạt động như cắt cỏ và cào lá tránh xa các khu vực bãi cỏ vào những ngày có lượng phấn hoa cao và đợi cho đến khi lượng phấn hoa thấp trước khi thực hiện bất kỳ việc làm vườn nào không phơi quần áo hoặc chăn ga gối ngoài trời khi lượng phấn hoa nhiều nếu bạn đang ở ngoài trời đeo bảo hộ che kín để bảo vệ mắt khỏi phấn hoa và đội mũ rộng vành điều này khiến phấn hoa không bị dính vào tóc và rơi xuống mặt Làm sạch không khí trong nhà, cố gắng giữ khu vực trong nhà không có những tác nhân gây dị ứng. Một cách tốt là lắp bộ lọc không khí trong hệ thống điều hòa không khí và hệ thống sưởi. Các bộ lọc này có thể loại bỏ tới 95% các hạt gây dị ứng từ không khí trong nhà. Máy hút ẩm rất hữu ích khi để giảm độ ẩm trong nhà, cũng giúp nên đóng kín cửa và cửa sổ đóng khi lượng phấn hoa ngoài trời cao. Giảm thời gian tiếp xúc với thú cưng mèo hoặc chó có thể làm cho tình trạng viêm mũi dị ứng tồi tệ hơn đó là vì gầu từ lông thú cưng vẩy ra chết có thể gây ra phản ứng dị ứng cố gắng giữ vật nuôi bên ngoài nhà để giảm khả năng vật nuôi mang phấn hoa từ ngoài vào nếu không thể giữ thú cưng ở bên ngoài hãy dành một chỗ cụ thể trong nhà cho chó hoặc mèo và ngăn không cho chúng vào phòng ngủ hoặc trở lên đồ đạc tốt nhất cũng nên loại bỏ tất cả các loại thảm và đệm dễ tích tụ mạt bụi và gầu Vệ sinh và dọn dẹp nhà cửa. Vệ sinh hàng tuần là cách rất tốt để loại bỏ mặt bụi và gầu từ lông vật nuôi. Một vài bí quyết. Đảm bảo máy hút bụi có bộ lọc tốt và vệ sinh hoặc thay thế thường xuyên. Rửa bát đĩa và đổ rác hàng ngày để tránh những côn trùng gây dị ứng như rán. Thường xuyên giặt ga chảy giường bằng nước nóng thay vì nước lạnh để tiêu diệt mặt bụi. Loại bỏ thảm cũ, tấm phủ tường và đồ nội thất bọc đệm nếu có thể. Mặt bụi nhà thường phát triển mạnh ở đây giữ đồ trang trí và bày biện ở mức tối thiểu nhằm làm giảm những đống lộn rộn dễ tích tụ bụi, dùng một tấm phủ để phủ giường trong ngày và bỏ ra vào buổi tối khi bạn đi ngủ. làm mũi dễ chịu hơn. một số người thấy rằng những loại hoa có mùi thơm hoặc những mùi mạnh khác trong không khí như khói khiến tình trạng viêm mũi dị ứng tồi tệ hơn. nếu đây là vấn đề của bạn. Các bác sĩ khuyên bạn nên cố gắng tránh xa những mùi gây dị ứng này càng nhiều càng tốt. Ví dụ, khói có thể làm phù nề đường mũi, kích ứng mũi và gây ngạt mũi. Nếu bạn đã bị ngạt mũi, khói sẽ làm tình trạng tồi tệ hơn. Các mùi khác có thể gây ra phản ứng dị ứng bao gồm nước hoa có mùi mạnh, thuốc xịt tóc. Những thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch sẽ là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.